Cảm ơn ông David Dương đã nhận lời chương trình để có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Để không mất thời giờ quý báu của ông, thì ngay trong lúc mà cả thế giới đang quan tâm về dịch bệnh COVID-19, ông có thể chia sẻ là riêng công ty California Way Solution ở tại Mỹ cũng như là Việt Nam Way Solution, hay nhiều người còn biết đến đó là công ty Rác Đa Phước, đã có những cái biện pháp cũng như là công tác như thế nào để phòng dịch thưa ông? Có thưa. Thì những đợt đầu mà khi mà có những cái thông tin như vậy thì chúng tôi cũng quan tâm. Bởi vì quan tâm là sao? Tại vì cái lượng người dân sử dụng cái mặt nạ, đeo mặt nạ đó thì rất là nhiều. Thì chắc chắn là cái điều đó sẽ bỏ vào trong coi như là rác. Và nếu chẳng may, nếu mà có người nào mà lại là có mang vi khuẩn cái mặt nạ nó bỏ xuống thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái đội ngũ công nhân viên chúng tôi, những người đang thực hành. Cho nên chúng tôi phải có những biện pháp ngay từ những lúc đầu. Thứ nhất là ở Việt Nam á, thì ở Việt Nam thì chúng tôi cũng như là ở Mỹ thì là ra một cái chương trình hướng dẫn cho tất cả anh em công nhân viên phải thường xuyên. Tức là đây là những hướng dẫn mình không phải mình lấy ra, mình tự tạo ra, mà cái những hướng dẫn này là dựa theo là CDC, tức là cơ quan coi như là y tế của Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam, họ khuyến cáo phải làm gì. Thì thí dụ mà là mình hướng dẫn để anh em công nhân viên thường xuyên rửa tay, cái cách rửa nữa chứ không phải là chỉ rửa tay không. Rồi thì cũng như là thường xuyên mà uống nước đó, để cho luôn luôn trong cái cổ của mình không có bị khô. Và mặt nạ thì luôn luôn phải ok đeo mặt nạ, đặc biệt là những anh em công nhân viên mà làm trực tiếp ở tại coi như là cái nơi mà xử lý rác đó. Thì trước kia thì mình không có, tức là mình theo luật cũng như là theo công ty, tức là mình đề nghị anh em công nhân viên phải đeo. Tuy nhiên có nhiều anh em công nhân có lúc đeo lúc không, nhưng mà bây giờ thì mình quản lý siết chặt, tức là phải có những người kiểm tra, là bắt buộc là anh em công nhân phải thường xuyên phải đeo coi như mặt nạ để mà mình ngừa. Và riêng ở Việt Nam thì chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị sẵn những cái máy để đo nhiệt. Thí dụ như bây giờ để mà thấy tình hình mà cần thiết, bây giờ mình cũng phải theo cái tình hình của thành phố cũng như nhà nước đó, họ cho biết tới đâu để mình làm tới đó. Thành ra mình biết nếu mà cái tình hình cần thiết thì chúng tôi sẽ bắt đầu cho kiểm tra hết tất cả những cái thân nhiệt chủng ngưỡng người đi ra đi vào. Nhưng mà việc đó thì chúng tôi chưa thực hiện, kể cả Mỹ cũng chưa thực hiện, nhưng mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Và rửa tay đây thì chúng tôi là bây giờ là bắt đầu phải cung cấp rất nhiều cái loại mà xà phòng mà sát trùng để người ta rửa tay bằng xà phòng, chứ không phải là rửa tay coi như bằng nước không. Mà một điều mà hiện nay đang có hơi khó khăn cho chúng tôi là vấn đề về vấn đề mà cái như mặt nạ để mà coi như cung cấp cho anh em công nhân viên. Thì cái nhà cung cấp đó thì bây giờ hiện nay là đang thiếu, cho nên cung cấp chúng tôi là nó cũng đang thiếu, cho nên chúng tôi cũng đang gặp cái khó khăn đó. Và chúng tôi ở Việt Nam thì chúng tôi có đề nghị với chính quyền là nếu có ở đâu thì ưu tiên để chúng tôi coi như là có những ưu tiên, và chúng tôi chỉ ưu tiên cho những người trực tiếp xử lý rác. Còn văn phòng thì có thể sử dụng một cái loại mặt nạ bằng vải đó, trong lúc này bởi vì nó đang khan hiếm. Còn ở Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng đang bị cũng y như vậy luôn, tức về về mặt nạ cũng đang bị khan hiếm. Thành ra chúng tôi không còn sử dụng được mặt nạ N95 đó, mà phải mua tất cả những cái mặt nạ gì có thể mua được đó, để cung cấp để coi như đội ngũ anh em công viên họ tối thiểu hoặc có mặt nạ để họ đeo đó. Thì đó là cái tình hình chung đang khó khăn. Nhưng mà chúng tôi ban giám đốc cũng họp và có ban hành hết tất cả những cái cách hướng dẫn để coi như mấy ban ngành có hướng dẫn là hết tất cả anh em công nhân viên làm sao để mình phải bảo vệ chính mình trước đó. Và đồng thời chúng tôi cũng theo dõi thường xuyên những cái thông tin để coi những cái thông tin gì có mới và cần phải có những biện pháp gì mới thì chúng tôi sẽ thực hiện theo những cái lời chỉ dẫn của các cơ quan, đặc biệt là cơ quan y tế của coi như là chính quyền, thì chúng tôi sẽ thực hiện theo để bảo vệ. Ở Mỹ thì chắc chúng ta sẽ không cần hỏi câu này. Tuy nhiên thì vấn đề mà công nhân viên ở tại Việt Nam đó, trong trường hợp nếu mà không may mắn họ bị bất cứ những cái dịch bệnh như thế này
thì riêng công ty cái phần bảo hiểm cũng như lo về đời sống cho công nhân như thế nào thưa? À, tất cả anh em công nhân viên ở Mỹ thì không nói, chúng tôi được có, Việt Nam chúng tôi cũng đều có hết tất cả. À, chẳng những không phải là chỉ có bảo hiểm không, mà chúng tôi còn có cả một năm có một hai lần cho khám, coi như là những lần khám định kỳ mà công ty làm những việc đó để sao để mình theo dõi. À, không phải chỉ khám những cái bệnh mà thông thường, mà kể cả khám những cái bệnh mà coi như mình khám để mình ngăn ngừa luôn bệnh cho anh em công nhân, thì mình thường xuyên mình cho khám bệnh thường xuyên. Và chúng tôi cũng ban giám đốc ở bên công ty Việt Nam chúng tôi có làm việc rất chặt chẽ với là sở y tế cũng như là các cái bệnh viện. À, nếu xảy ra có trường hợp nào mà cần thiết đó, thì chúng tôi lại là làm việc trực tiếp với sở y tế và cũng như là với các cái bệnh viện mà chúng tôi làm, tùy theo cái chuyên môn của cái bệnh viện và tùy theo cái bệnh mà công nhân viên mắc phải thì chúng tôi sẽ đưa tới nơi đó để mà trị liệu cho đúng nơi đúng chỗ. Nhiều người khi mà đọc báo trong thời gian trước đây quan tâm đến cái việc mà có những cái lời đồn không đúng đắn về việc mà mùi hôi ở tại chung quanh cái bãi rác của rác Đa Phước đó, thì ai cũng thấy một cái chi tiết đó là khi mà mùi hôi cuối cùng thì phát hiện ra là do một cái công ty, nếu mà không lầm tên là Sài Gòn Xanh. Thì nhiều người cũng muốn biết là sau khi mà phát hiện ra như vậy thì công ty đó hiện đã có hướng giải quyết như thế nào chưa thưa? À, thưa đó là vậy, tôi vẫn xác định đó vậy, tại vì mình làm về cái ngành xử lý rác mà. Thành ra nếu mà nói không có mùi thì nó cũng không đúng. Mà có mùi thì tức là mình chuyên môn, cái ngành chuyên môn và mình có công nghệ cũng như mình có tất cả những cái nguyên liệu để mình xử lý, là mình làm đúng cái kỹ thuật của nó, thì mình sẽ khống chế được tới cái mức độ mà gọi là cho phép. À, còn cái việc mà direct mới hỏi về vấn đề công ty Sài Gòn Xanh đó, thì thật sự từ lúc mà có cái đoàn mà coi như kiểm tra của thành phố phối hợp với tất cả những người dân đi, thì từ đó tới nay họ không có tiếp tục. Và sau cái sự việc đó thì chúng tôi cũng biết được là báo cáo là bên một hai công ty bên đó, là một công ty thì xử lý coi như là phân hầm cầu của thành phố, một công ty thì xử lý bùn cống rãnh, thì hai thứ đó thì thật sự nó cũng sẽ gây ra mùi hôi nặng, rất là nặng nếu mà mình xử lý không đúng cái công nghệ của đó. Nhưng mà là tại vì mình chỉ biết là làm tốt cái công việc của mình thôi, còn cái vấn đề và những cái công ty nằm ở trong cái chung cái khu vực của mình, tức là nằm sát bên mình luôn đó, thì tại vì nguyên cái khu vực này nó là gần tới cả ngàn hecta, cả ngàn mẫu để mà tập trung gọi là khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước. Thì trong đó thì công ty chúng tôi chỉ trên cái diện tích 128 hecta là chúng tôi xử lý rác thải sinh hoạt thôi đó, còn ra thì bên đó sẽ có những công ty xử lý cũng như là chất thải độc hại, rác thải nguy hại, rồi bùn cống rãnh, rồi thì là phân hầm cầu, thì có nhiều công ty họ cũng xử lý trong khu này. Và cái việc xử lý của họ thì công nghệ như thế nào và cái cách họ xử lý thì chúng tôi không có được biết, bởi vì chúng tôi không có qua lại, thành ra cũng không biết là họ xử lý như thế nào. Chúng tôi cũng hy vọng rằng sau cái cuộc mà tham quan của thành phố cũng như của người dân đó, thì thành phố cũng như là ban ngành sẽ có những cái biện pháp nào đó để làm việc với lại những công ty đó, cũng như giúp họ cải thiện tốt hơn về cái công việc của họ, cũng như nếu cần tới cũng như là kỹ thuật cần tới gì thì họ có thể cải thiện hơn. Còn phần mình thì mình vẫn luôn luôn mình làm tốt, và mình vẫn mong rằng cái việc mà đi kiểm tra đó sẽ được thực hiện tối thiểu một năm một vài lần đó, thì như vậy thì nó làm cho cái sự mà hoạt động của tất cả một cái khu vực đó, tất cả những công ty đều phải luôn luôn làm tốt công việc của mình. Thì bởi vì mình làm xử lý môi trường, xử lý rác cũng như xử lý bùn cống rãnh, xử lý phân hầm cầu, xử lý rác thải y tế, tất cả đều là vì một mục đích về môi trường, là mình làm sạch coi như làm tốt để bảo vệ sức khỏe người dân, thì như vậy không cách gì mà để cho gây ra cái ảnh hưởng của môi trường. Thì chúng tôi chỉ mong rằng mình làm tốt việc của mình, và mình cũng hy vọng là tất cả những người ở chung quanh mình cũng làm tốt để mình mới đem được cái lợi ích cho xã hội, cho người dân.
Được biết là công ty Việt Nam Way Solution ở Đa Phước đang dần chuyển đổi công nghệ qua cái công nghệ đốt rác. Thì hiện tại nó đã nằm ở lại bước nào rồi thưa? Thưa, hiện nay thì chúng tôi đã trình nộp cái dự án theo cái chủ trương, theo cái yêu cầu của thành phố là bây giờ phải đổi ra qua cái rác đốt để mà phát điện. Thì chúng tôi cũng đã theo cái chỉ thị đó, và chúng tôi cũng nghiên cứu rất kỹ về cái thành phần rác và nghiên cứu kỹ về cái nhu cầu cần thiết của xã hội. Thành ra chúng tôi cũng sẽ thay đổi cái chính là coi như cũng sẽ đốt rác để sản xuất điện, nhưng mà song song việc đó thì trong thành phần rác thì nó có nhiều cái chủng loại rác nó rất là tốt để chúng tôi có thể đem ra chúng tôi xử lý để sản xuất ra những cái sản phẩm khác. Thí dụ như tôi nói là khí nén lỏng, tại vì mình làm môi trường mà, cho nên không phải chỉ có đốt cho hết rác rồi phát điện mà thôi, nhưng mà tất cả những xe mà nó chở rác tới cho mình thì là nó cũng sẽ chạy bằng dầu diesel, nó sẽ coi như xả khối thải ra. Thì mình nghiên cứu kỹ hơn là giống như cái dạng khép kín, thì bây giờ mình làm sao mình dùng cái rác để sản xuất ra cái sản phẩm để góp phần cho những cái xe đó phải chạy khí nén lỏng hết đó, thì như vậy mình không còn xả khối thải nữa. Thì đó, vô hình chung lấy từ rác mình xử lý môi trường, lấy rác để mà sản xuất ra cái nhiên liệu, và cái nhiên liệu đó lại góp thêm cái phần để mà mình giảm thiểu coi như là cái phần ô nhiễm về khối thải của tất cả những cái xe, và cũng như là sản xuất một số coi như là phân hữu cơ mà loại mà thật là tốt, bởi vì mình cũng đang cần những thứ đó. Thành ra chúng tôi nghiên cứu rất kỹ, thì dự án chúng tôi là có thể là 70% sẽ là những cái thành phần rác mà chúng tôi nghĩ là không có đưa ra được cái sản phẩm cao, thì khoảng 70% chúng tôi sẽ cho đốt để sản xuất điện, còn 30% thì chúng tôi cũng đưa những cái công nghệ để sản xuất ra những sản phẩm góp phần đối với xã hội trong cái việc mà mình đưa những cái sản phẩm mà cần thiết, và đặc biệt là như tôi nói, cái sản phẩm đưa ra xã hội mà nó lại góp thêm một cái phần nữa là cải thiện thêm cái môi trường về cái mặt mà cái sử dụng những sản phẩm đó. Thành ra đó là những cái mà chúng tôi nghiên cứu rất kỹ để mong rằng góp phần đối với thành phố Hồ Chí Minh cũng như là nói riêng, cũng như là nước Việt Nam của mình nói chung trong cái việc mà bảo vệ môi trường, bởi vì cái đó là cái mà mong muốn chúng tôi trở về để mà đóng góp. Đó là mong muốn của không phải chỉ gia đình tôi, mà tôi nghĩ là kể cả một cái đội ngũ chuyên gia và công nhân viên chúng tôi cũng muốn cái việc đó làm vậy để góp phần với xã hội. Trước xuân Canh Tí vừa rồi thì ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có đến thăm, và khi mà chúng tôi chứng kiến cái buổi đó thì có một điểm đáng chú ý, đó là khi mà ông nói rằng là ông mong muốn cái giá thành mà đốt rác công nghệ mới đó nó sẽ không quá cao hoặc quá mắc so với cái giá hiện tại là thu gom và chôn lấp. Thì ông có muốn nói gì về điều này? Thưa, cái vấn đề khi chúng tôi về chúng tôi làm đó thì tôi nói là thí dụ như bây giờ giai đoạn đầu dự án đầu tiên chúng tôi về làm đó thì thành phố khăng khăng ra cái giá là cái dây chỉ có 4 đồng 90 xu cho mỗi một tấn, và thành phố chọn công nghệ đó là tái chế sản xuất một số phân hữu cơ và cũng như là chôn lấp là chính. Chôn lấp, nhưng mà chôn lấp đây là chôn lấp theo cái công nghệ, tức là mình phải có những cái lớp lót 9-10 tầng lớp lót, là mình làm sao mình tách được nước ngầm không có đụng với nước rác, rồi làm sao thu được nước rác ra để mình xử lý trước khi mình đưa ra môi trường để nó không ảnh hưởng môi trường, rồi là khí metan của rác làm sao để mình thu để mà mình đốt và sản xuất điện đó, để mình không gây ảnh hưởng môi trường. Đó là những công nghệ là thành phố chọn, với cái giá thành phố chọn thì lúc đó chúng tôi cũng cho một cái giá, thì giá chúng tôi thì khởi đầu đó là 16 đô tư đó, thì thành phố vẫn cho là quá mắc, quá cao đó. Nhưng mà bây giờ tới ngày hôm nay thì so lại những cái chỗ khác họ làm thì giá của họ cũng tương đối bằng chúng tôi rồi đó, dầu rằng chúng tôi không có nhảy giọt từ cái 4 đồng mấy, tại vì chúng tôi vào làm với những nhà người đầu tư thì mình làm tới nơi tới chốn là làm đúng làm đủ, và khi chúng tôi đầu tư cái gì chúng tôi làm và chúng tôi chịu trách nhiệm trên những cái gì của mình làm, bởi vì đây là một cái công ty của Hoa Kỳ về đầu tư. Chúng tôi mang một cái danh dự không phải là của người Việt Nam xa xứ, những người con Việt, mà kể cả cái danh dự của một cái công ty Hoa Kỳ về chúng tôi làm.
Thành ra chúng tôi đặt cái trọng tâm là làm sao làm tốt nhất, bảo đảm được cái vấn đề môi trường và cái giá cả phải phù hợp lại với cái nền kinh tế ở đó. Đó thì tôi cho biết thí dụ như cái thời điểm chúng tôi làm á, thì tại sao thành phố chấp nhận được 16 đầu tư? Cái thời đó chúng tôi là chứng minh được đối với thành phố là tại cái thời điểm mà chúng tôi lấy cái 16 đầu tư thì cái thời tại thời điểm đó là thành phố đã trả 21-22 đô rồi. Đã cho cái công việc mà xử lý rác mà họ làm coi như là không có công nghệ, không có kỹ thuật như chúng tôi, mà chúng tôi làm có công nghệ, có tất cả kỹ thuật. Thành ra khi lúc đó đưa vào, chúng tôi chứng minh được là thành phố đang trả tất cả những chi phí đó là đã lên 21-22 đô vào cái thời điểm đó. Thành ra 16 đầu tư đó của chúng tôi đưa vào, nó là chúng tôi đã có thiện chí làm rất là tốt, đó, làm đủ công nghệ hết và bảo đảm được và chịu trách nhiệm đối với những việc của mình làm đó. Và như vậy thì đối với cái thay đổi công nghệ cũng vậy, chúng tôi không chạy theo cái công nghệ mà gọi là làm sao cho nó rẻ nhất, được chưa? Mà chúng tôi phải đưa những cái công nghệ nào mà nó là công nghệ tốt, công nghệ đã được chứng minh của thế giới, tức là công nghệ đã được sử dụng trên thị trường, công nghệ đã sử dụng rất là nhiều, không phải một hai cái lò đốt mà nó phải cả hàng trăm lò đốt và đã cũng có vài ba chục năm kinh nghiệm trong đó. Chúng tôi phải chọn của những làm và họ có như quan tâm tới thật sự là môi trường, chứ chúng tôi không chạy tới những cái công nghệ của những cái nước mà chỉ biết làm sao sản xuất những cái sản phẩm, những cái thiết bị nhái, những thiết bị giống để chúng tôi bán rẻ ra thị trường đó, rồi thì xài một năm hai năm rồi thì nếu mà nó có sự cố thì rất nguy hiểm. Bởi sao? Bởi vì khi đốt rác á, thì nó khác lại với là chôn lấp. Khi chôn lấp á, thí dụ như một trên 100 hecta chúng tôi chôn lấp, nếu có sự cố mà nước rỉ rác mà có thẩm thấu vô lòng nước ngầm thì mình khoanh vùng, mình xử lý được. Còn nếu mà rác đốt đi đó, nếu mà mình đưa đi mà mình kiểm soát không được, hoặc là thiết bị mình có trục trặc mà một cái thời gian thì thí dụ một trong vài ba tiếng hoặc bao nhiêu mà nếu mà cái rác mà đặc biệt là rác mình đốt đây là rác hỗn hợp chứ không có phân loại mới hết, thế cái đủ thành phần mình đưa vô đó hết, thì bây giờ cái khối đó mà đưa ra thì mình không khoanh vùng được. Bởi vì khi khối thải mà nó có cái những cái chất độc dioxin hay là tất cả những chất độc mà khi mà nó mình thiết bị mình có trục trặc mà nó thải ra, thì cái khối nó sẽ đi theo gió, thì như vậy nó sẽ đẩy đi và cái ô nhiễm của nó không phải nằm một vùng nào cả mà nó sẽ tràn lan ra hết. Thì đó là cái chúng tôi rất là quan tâm, cho nên chúng tôi phải chọn những cái công nghệ mà chúng tôi biết chắc rằng nó phù hợp lại. Thứ nhất là cái công nghệ nó đã được chứng minh trên thế giới, thứ hai là cái công nghệ phải thật là tốt, thứ ba là phải xử lý được cái loại rác, cái thành phần rác, cái loại rác mà ở Việt Nam đang có, ok. Và cái thứ tư là cái độ bền. Đó là tại sao, là tại vì mình cần có những cái đó, nếu không đó thì nếu một hai năm mà nó trục trặc nổi cái mình cứ sửa tới sửa lui mà trong quá trình mà nó hư thì chắc chắn nó sẽ có cái khối mà nó thải ra bên ngoài mà nó có cái chất độc hại trong đó. Thành ra chúng tôi phải chọn cái bền, và cái sau cùng của nó là chúng tôi phải chọn làm sao cái công nghệ nào nó phù hợp, như tôi đã nói. Bởi vì đất nước Việt Nam là đất nước mà đang phát triển, và mình cũng chưa phải là một đất nước giàu, cho nên chúng tôi hiểu biết được, là một người Việt Nam chúng tôi hiểu biết được là phải tất cả những cái đó là chọn hết, và cái cuối cùng của nó là vẫn phải cái giá là sao phải cho nó phù hợp. Thành ra chúng tôi cho rằng cái mà chúng tôi đưa ra thì chúng tôi nghĩ chắc chắn là cái giá chúng tôi đưa là nó dĩ nhiên nó phải cao hơn chung lắp, nhưng mà nó rất là phù hợp. Nếu mà nhà nước mà khi mà duyệt cái hợp đồng cái dự án của chúng tôi mà đi ra coi hết, ok, từng thành phần một tất cả những thứ, thì chúng tôi bảo đảm được là chúng tôi đưa một cái giá và chúng tôi coi rằng đó là cái giá mình chịu trách nhiệm luôn, kể cả về cái công nghệ, kể cả về môi trường, tất cả thứ, một thời gian dài tới mấy chục năm cho cái công nghệ của mình. Thì như vậy chúng tôi đã đưa được một cái giá một cái công nghệ mà chúng tôi rất là vui, rất là mừng là chúng tôi đã chọn được những công nghệ nó phù hợp để xử lý cái loại rác đó với cái khối lượng lớn, và cái giá thành thì nó rất là phù hợp đối với cái nền kinh tế mới phát triển của đất nước Việt Nam mình.
Ông có thể chia sẻ luôn là cái công nghệ mà công ty đang theo đuổi đó sẽ ngang tầm với công nghệ của nước nào thưa? Thưa, công nghệ của chúng tôi thì nó là một cái công nghệ phối hợp, bởi vì không có cái thành phần rác của Việt Nam mình nó khác. Đó, rác thì hữu cơ đó thì chiếm tới 70-75%, độ ẩm lên tới 50-55%, và hai nữa nó hỗn tạp tất cả thứ, túi ni lông rồi tất cả nhiều thứ, nói chung là mình hỗn tạp gì. Thành ra chọn cho một cái công nghệ để xử lý cái thành phần rác cũng như cái khối lượng rác, mình có khối lượng lớn mà đó, thì đó cũng là một cái khó khăn. Và chúng tôi chọn đây là như vậy là không có một cái nhà máy nào ở ngoài kia với một cái công nghệ mà nó đưa về mình có thể sử dụng được trực tiếp với cái thành phần rác của mình đó, và với cái môi trường đó, môi trường của Việt Nam đó. Thành ra chúng tôi chọn rất kỹ, cho nên chúng tôi phối hợp được, thí dụ như rác đầu vào đưa vào, đây là một công nghệ khép kín nha, tất cả đều nằm trong nhà kho, tất cả những nhà kho nó đều có những cái hệ thống hút, coi như là chân không, nó gọi là hút khí từ ở dưới để mà nó đưa vào những cái nhà máy mà coi như là lọc lửa cái mùi. Thành ra cái này là hoàn toàn hết là nó nằm coi như là khép kín hết, thì cái công đoạn mà cái như lọc lửa thì khi đưa vào xe đổ xuống thì thành phần rác để lọc lửa để coi cái thành phần nào mà mình đưa vào để nó đốt cho nó cháy, coi như nói chung là một cách cháy nhanh hơn, và cũng như để nó ra được một cái, nó tạo cho cái nhiệt nóng nó cao hơn thì mình mới sản xuất ra được nhiều điện hơn. Rồi cái thành phần rác nào mà còn lại thì mà sản xuất tốt cho cái thành phần mà phân hữu cơ là tốt, và cũng như đưa qua để mà sản xuất khí nén lỏng. Thì như vậy là cái công đoạn đầu thì là công đoạn của Mỹ là tốt, mà phân loại tất cả thứ. Tại đây chúng tôi cho công đoạn 1 là công đoạn kia là của Mỹ. Rồi chúng tôi lại lên công đoạn 2. Công đoạn 2 thì chúng tôi chọn đây là công đoạn từ, thí dụ như nhà máy mà sản xuất khí nén lỏng thì chúng tôi chọn đó là cái nhà máy khí nén lỏng, đó là cái công nghệ của Phần Lan. Và cái công nghệ đốt thì chúng tôi lại là chọn công nghệ của Thụy Sĩ với lại Đức phối hợp. Bởi sao? Là tại hiện nay đó thì có một cái nhà máy đốt ở Thụy Sĩ đó, hiện nay đó là đang đốt luôn cả rác cho London, cho thành phố London, là họ coi như gửi bằng tàu qua đó đốt mỗi ngày, gửi qua đó đốt luôn. Thì chúng tôi nghiên cứu rất là kỹ hết tất cả những công nghệ của tất cả những cái nước tiên tiến, và chúng tôi chọn vậy. Trong quá trình chọn thì chúng tôi cũng được chào hàng rất nhiều nhà máy đốt, nhiều cái công nghệ đốt từ Trung Quốc, nó thẳng là vậy. Nhưng mà cái tất cả những cái công nghệ đó thì một là công nghệ nhái, hai là họ chưa đủ cái thời gian để chứng minh được cái công nghệ ở ngoài cái thị trường đã bao lâu. Bởi vì như tôi nói, đốt công nghệ đốt là rất là quan trọng, bởi vì nếu mà mình chưa có chứng minh được là cái công nghệ xài một thời gian lâu mà nó không bị trục trặc này kia nọ thì rất là nguy hiểm. Bởi vì như tôi nói là cái sự kiểm soát của mình, kiểm tra kiểm soát cũng như công nghệ kỹ thuật kiểm soát của Việt Nam thì tới đâu cho những cái nhà máy đó thì tôi chưa biết, được chưa? Thành ra cái này đó là nó đòi hỏi là cái nhà đầu tư là cái người phải có tâm trước đó, mình phải làm vậy. Đối với tôi thì tôi quan trọng vấn đề môi trường của Việt Nam cũng như vấn đề sức khỏe của người dân của Việt Nam, bởi vì tôi là người Việt Nam đó, người Mỹ gốc Việt mà. Thành ra tôi nghĩ là cái đó là cái quan trọng đối với chúng tôi, cho nên chúng tôi đặt cái trọng tâm tới những cái đó là quan trọng. Dĩ nhiên giá của những cái nước tiên tiến đó, đâu khi những công nghệ của những tiên tiến đến thì chắc chắn là cái nó phải cao hơn của những cái nước mà coi như mà mới phát triển chưa được tiên tiến. Đó, những cái công nghệ người ta đã có bao nhiêu lâu tất cả. Thành ra tôi nghĩ là có thể là nó cao hơn một chút so với những cái công nghệ của những nước đó. Nhưng mà nếu mà so công nghệ chúng tôi mà bây giờ đi ra với tất cả thứ chúng tôi đã điều đình cũng như đã chọn và phối hợp những công nghệ lẫn nhau để đem được cái giá thành xuống, mà chúng tôi nghĩ là rất là phù hợp. Cảm ơn ông đã dành cho nửa vòng trái TV cuộc phỏng vấn này. Cảm ơn.